Bữa nay ngày 24 tháng 6 nha anh em. Con này á, hậu vệ của mango nhận phối dện bạch hổ sấy kiếm đuôi cung lưỡi đen. Con này nó cao lắm. Chị Tiến, đây ra đây nhìn mới thấy rõ cái màu trên đầu nó có cái có cái đường lằn này nè, mình gọi là dương tiện. Lưỡi đen 100%, sấy kiếm. Con này bữa nay mới bắt đầu biết phối nha anh em. Vừa tròn 12 tháng luôn. Như thế. Con mango lắm, chứ con này nó cắn hay à?